Đây anh em, hàng siêu VIP nữa nè. Tiếp tục thêm một mẫu xe màu vàng, vàng chanh. Không phải vàng chanh nha, màu này là màu vàng chanh, đúng rồi anh em. Vàng chanh nha, vàng nhạt nha, chứ không phải vàng đậm nha. Cái này không phải là vàng chùa đâu anh em. Anh em nhìn nó lai lai giống cái màu xanh xanh lá mẹ. Đẹp không anh em? Sport 20 luôn. Gia đình chính chủ ủy quyền tập đầu tiên. Đăng kiểm tháng 11/2024. Máy số em này là ok lắm, đồng sơn là bao cứng lỗi luôn. Mâm của em nó là mâm 15, 4 vỏ mới tinh. Nội thất đẹp nha anh em. Hệ thống cảm biến dê full hết rồi. Đó anh em ơi, nữ đi mẫu này tuyệt vời. Xe này xe ngay chủ, chủ bảo dưỡng xe kỹ lắm anh em. Hệ thống keo chỉ ở trong hầu như là nguyên si hết. Được cái liền lẹt không đâm ba lỗi lầm. Riêng cái bản Sport anh em phân biệt nè, ghế là ghế da nè, có những cái viền chỉ nè. Anh em thấy không? Đó là nguyên bản của bản Sport, đinh bấm nhựa nó còn nguyên si nè. Đẹp chưa? Cốp đồ đầy đủ các tính năng nè. Hỏi gia đình 4 máy.1. Chạy em này bao ngon luôn. Nữ đi mẫu này tuyệt vời. Đây là bản XS nha bà con. Nè, đèn đuốc sáng trưng nè. 4 cái vỏ 70%. Chủ nhà dán toàn bộ hệ thống pin cách nhiệt rồi. Tay nắm mạc chrome nè. Doang từ phần doang kính là nguyên bản hết của Kia nha bà con. Korea. Ở trong là ghế của em nó nguyên si. À, keo nè. Hệ thống lốc khóa cho em an toàn, nó còn nguyên hết. Được cái xe liền không cứng lỗi. Gương chỉnh điện vô lăng tích hợp túi khí. Đây là vô lăng e băng túi khí. Đi được 170.000 rồi. Này anh em, số tự động. Trang bị cùng điều hòa tự động. Mút lóc chìa khóa theo xe vô lăng. Đã không? Đồng hồ nè. Đó, tắp lô tắp bì nè. Đây là mẫu gia đình nha. Mẫu này anh em có bác đi yên tâm, không có dịch vụ taxi đâu. Máy số là bao lỗi 321. Đồ đẹp, với lại anh chị biết không, đồ đẹp em này đi dễ thay dễ sửa lắm. Quăng đâu sửa cũng được. Được cái màu đẹp. Ghế là ghế da theo xe. Ghế này anh em ngồi có 7-8 năm cũng chả bây giờ rách đâu. Liền. Đó. Tích hợp xi nhan trên gương chiếu hậu đầy đủ tính năng rồi. Anh em nào mà thương vợ mua mẫu này về cho vợ chạy. Riêng nữ chạy mẫu này tuyệt vời. Gia đình mà cỡ tầm 4-5 người á, lấy mẫu này về đưa rước con cái đi học tuyệt lắm anh em. Hay là cục máy nè. Máy em ru. Nè anh em. Tán nó carbon chưa mở nè. Xe này là không có cứng lỗi, keo chỉ nó carbon rim nguyên bản 100%. Anh chị thấy không? Hai bên là tán nó carbon chưa mở nè. Hai bên lường đẹp như nhau. Đây. Cục máy. Máy có canh này, mặt nắp đầu ron cam cò. Đời này chắc chắn phải canh này, qua mười mấy năm rồi. 2/10 thì giờ 14 năm rồi. Đi đôi là hệ thống đèn của em, nó đèn nguyên si. Xương đầu đẹp, không có đâm pha. Đèn, đèn sáng trưng. Em này phần cạc tê có mở được, cạc tê của cái khay thâm nhớt á. Em này số máy là nguyên hết nha bà con. Chủ nhà có thay là đường ron của đường nước giải nhiệt kìa. Đây nè, thay là cái co nước giải nhiệt kìa. Mặt nắp đầu cò mở nè. Để kiểm tra kỹ. Sử dụng toàn bộ hệ thống dây của loa kem. Chủ nhà thay dây của loa kem luôn anh em. Không anh em ạ, à, máy này có làm rồi anh em. Xin lỗi anh em nha. Chứ anh coi chưa kỹ, giờ em coi kỹ. Máy làm rồi. Nói chung là con này là thay mặt ron Philips rồi anh em. Thay mặt ron Philips rồi nha anh em. Rồi cái gì là cái kiến tạo là cái xe này là trước là như có bị thổi ron nè. Chủ nhà thay mặt ron Philips rồi. Có thay mặt ron Philips rồi nha anh em nha. Rồi máy có thay mặt ron Philips thôi. Còn số rim đó là bảo luôn. Đây là ổ ga của em, nó chưa có mở luôn. Ổ ga nguyên bản của dòng Germanin. Đời này 2/10 chạy 170.000. Đúng ra dòng này 170.000 chưa đâu. Chưa có dấu hiệu là phải làm máy đâu. Nhưng mà cái này chắc là bị hết nước, bị thổi ron nên người ta làm máy. Nó báo thẳng báo chuẩn vậy đi. Chứ còn xe mình bán ra mà. Nói chung là được cái form đẹp lắm. Form là không có điểm chê đâu nè. Anh em thấy cái màu không? Màu quá đẹp luôn.
xe người ta làm máy rồi đi ngon lành lắm. Đây này em coi gầm nè, gầm bệ không có tí một màu với gầm đó, gầm che màu nhìn thấy tạp không, gầm quá mới luôn, có gầm đã không. Rồi anh em nào quan tâm mẫu cái Amonin này thì alo cho em. Xe là không có mục mọt nha, máy móc thì nói thẳng với bà con là thì xưa có làm máy rồi, thay mặt ron Philips, nó bị thổi ron thay mặt ron nha bà con. Nước sơn rin còn, sơn rin này đâu đó 65-70%, nội thất liền lẹt sạch sẽ, trang bị cam hành trình nè, màn hình nè, cam gie nè, full tất cả các tính năng. Còn ốc tán chốt của em nó là không cứng lỗi, xe này là không cứng lỗi nha anh em. Cản trước có sơn lại, thùng mình vẫn còn chất sơn rin đó, xe chính chủ luôn. Anh em thích mẫu này alo cho Trần Anh ô tô nha. Rồi Trần Anh chào anh em nha.